Đà, Đi bằng gì anh? chúng tôi gọi taxi đi cho tiện. Xe đi, Thắng Dũng. Để đây đâu, Thắng Dũng. Nhanh, Thắng Dũng. Tôi đã nói rồi, số hàng này là của tôi, người kia không có liên quan. Khát nước quá, cho tôi xin cốc nước. Chúng mày đi xuống, cứ đứng bên ngoài thôi, nghe xem nó nói cái gì. Dạ, em biết rồi đại ca. Anh Tuấn ơi,